14 Pro sẽ có tính năng giống smartphone của Android. Các bạn nghĩ đó là tính năng nào? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn qua phần tin tức của D-Review ngay sau đây nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D-Review và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý nhất về công nghệ trong tuần vừa qua. iPhone 14 được bổ sung tính năng giống smartphone của Android. Tự thay đổi thiết kế màn hình iPhone, công ty Trung Quốc bị Apple cạch mặt. Giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, Apple sản xuất AirPods Pro 2 tại Việt Nam. Samsung khiến người dùng trầm trồ khi khoe ảnh chụp bằng cảm biến 200 megapixel. Xiaomi 12 Ultra lộ diện với cụm camera cực chất. Ngoài những tin tức thú vị về camera hay các phiên bản màu sắc cũng như màn hình của iPhone 14, thì các tính năng sẽ được Apple trang bị cho điện thoại cao cấp này cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Mới đây nhất, chuyên gia công nghệ Rod Trong cho biết, trong những phiên bản iPhone 14 sẽ ra mắt năm nay, iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ sử dụng công nghệ ProMotion mới nhất của tính năng màn hình luôn bật, Always On Display. Chuyên gia này cho rằng màn hình của 2 trên 4 phiên bản iPhone sẽ được trang bị tấm nền LTPO mới, có thể điều chỉnh tần số làm tươi từ 1Hz đến 120Hz, tốt hơn so với iPhone 13 Pro. Nhờ vậy, smartphone mới của Apple sẽ có tính năng giúp người dùng có thể xem được các thông tin như thời gian, thông báo mới, thời lượng pin khi máy còn đang ở chế độ ngủ. Tính năng này đã xuất hiện từ lâu và phổ biến ở điện thoại Android, nhưng đây là lần đầu tiên có trên iPhone. Theo Reuters, công ty sản xuất màn hình cho Apple tại Trung Quốc BOE có thể bị hãng này hủy đơn hàng cung cấp màn hình OLED cho iPhone năm nay, bởi lẽ hãng sản xuất đã tự thay đổi các thiết kế màn hình của iPhone 13 series. Cụ thể, BOE là hãng cung ứng màn hình OLED 6.1 inch cho iPhone 13 và iPhone 13 Pro của Apple. Tuy nhiên, Apple phát hiện nhà sản xuất này đã tự ý thay đổi thiết kế của tấm nền, mở rộng kích thước mạch của các bóng bán dẫn bằng mỏng TFT. Sự thay đổi này khiến độ sáng của bảng điều khiển thấp hơn, nhưng lại tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Đặc biệt là có thể giúp tăng tỷ suất lợi nhuận. Được biết, hợp đồng sản xuất lần này có giá trị lên tới 10 tỷ đô la Mỹ với số lượng khoảng 30 đến 40 triệu tấm nền OLED. Có lẽ vì khá thất vọng với sự cố lần này của công ty sản xuất màn hình tại Trung Quốc mà Apple đã quyết định giảm phụ thuộc hơn vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc cũng như mở rộng sự đa dạng trong các chuỗi cung ứng bằng việc sẽ chuyển dây chuyền sản xuất AirPods Pro 2 sang Việt Nam vào cuối năm 2022. Theo nhà phân tích Minh Chi Cua, dây chuyền sản xuất AirPods Pro 2 được chuyển sang Việt Nam bởi việc sản xuất không quá phức tạp. Cùng với đó, Việt Nam có ưu thế về cơ sở hạ tầng lẫn nhân công so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, Apple vẫn không chuyển toàn bộ quy trình sản xuất tai nghe ra khỏi Trung Quốc khi quy trình NPI giới thiệu sản phẩm mới cho AirPods Pro 2 vẫn được diễn ra tại nước này. Sau khi thông tin này được Apple Insider dẫn lại, nhiều người dùng Trung Quốc đã tỏ ra tiếc nuối và không ít ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử mới của khu vực khi đón hàng loạt nhà máy lớn chuyển tới. Dù chưa có chiếc điện thoại nào được sở hữu máy ảnh 200 megapixel mà Samsung cho ra mắt cách đây vài tháng, tuy nhiên mới đây nhất, người dùng đã được fan trầm trồ khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh đầu tiên được chụp từ cảm biến máy ảnh này. Cụ thể, ông lớn công nghệ Hàn Quốc đã đăng tải đoạn video sử dụng cảm biến máy ảnh 200 megapixel để chụp ảnh một con mèo. Sau đó, tấm ảnh được in công nghiệp trên một tấm bạt khổng lồ có kích thước 28 x 22 m và treo trên một tòa nhà. Kết quả không ngoài mong đợi là chúng ta được chiêm ngưỡng những bức ảnh một con mèo vô cùng sắc nét và chi tiết. Sau những thông tin rò rỉ về hình ảnh của Xiaomi 12 Ultra có thể được ra mắt vào tháng 7 năm nay, smartphone này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng hơn khi sở hữu thiết kế độc lạ, đẹp mắt và đặc biệt là ngày càng hé lộ những thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng. Về thiết kế, Xiaomi 12 Ultra sẽ sở hữu màn hình cong tràn sang hai cạnh bên, camera selfie được nằm trong một lỗ đục nhỏ ở trung tâm phía trên của màn hình. Điểm nổi bật nhất có lẽ là cụm 3 camera sau được xếp trong một module có kích thước gần phân nửa mặt lưng. Về hiệu năng, Xiaomi 12 Ultra sẽ sở hữu Snapdragon 8 Gen 1 Plus mới nhất của Qualcomm, hứa hẹn sẽ giải quyết được các vấn đề tồn đọng của thế hệ trước đó. Nhiều đồn đoán cho rằng chiếc điện thoại này sẽ là sự hợp tác đầu tiên của Xiaomi với Leica, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông báo nào về việc xác nhận thông tin này. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý nhất về công nghệ trong tuần vừa qua được chúng mình cập nhật. Các bạn cảm thấy hứng thú với thông tin nào hơn? Hãy để lại bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của D-Review để cùng nắm bắt những thông tin mới nhất về công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!